dành cho đôi Uyên Ương, Nhã Phương và Minh Tuấn. Xin tất cả quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chương trình của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Cái lớn cả trong, đó là quy luật ngàn đời của người Việt Nam vẫn không bao giờ thay đổi. Và hôm nay hạnh phúc cũng đã thực sự đến với hai đại gia đình chúng tôi. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu gia đình hai họ. Trước tiên chúng tôi xin giới thiệu tay, tức là ông bà Thành Phú Bá. Lên sân khấu. Cô dâu tức ông Dương Tấn Thạnh và bà Lưu Thị Phương Mai. Cô dâu còn có một người anh hai ở Việt Nam, không qua được thì cũng có gửi lời đến chúc mừng vợ chồng hai em được trăm năm hạnh phúc. Và bá thị sàn tức là ông bà nội của cô dâu. Xin thưa quý vị, nếu mà bên người Chàm đây là ông bà nội, nhưng mà nếu như bên Việt Nam thì đây là ông bà ngoại. Dạ, tại vì đây là cha mẹ của má cô dâu. Con là Bá Xuân Hồng. Ông nội kế của cô dâu thì cũng có vợ ở Việt Nam cùng ba đứa con chưa qua. Và xin giới thiệu bác gái của cô dâu, đó là Lưu Thanh Thúy cùng chồng là Quảng Đại Tăng, và các chị là Quảng Ngọc Thúy Linh và anh Trương Thanh Sơn cùng cháu Johnny. Và một người con nữa của bác hai, đó là cháu gái Quảng Ngọc Thị Linh, và tức là cô MC hôm nay, và một Quảng Lưu Quốc Vĩ tức là em trai ở đằng dưới. Và xin giới thiệu gia đình cô Lưu Phương Loan và chồng là anh Lâm Gia Tăng cùng các con. Và cô Lưu Thanh Hòa cùng chồng là Đổng Quảng Trường cùng các con. Cô là Lưu Thị Phương Tâm cùng chồng là Dương Tất Thích và các con. Cô của cô dâu tức là cô Lưu Thanh Trúc cùng chồng là ông Kiều Trinh cùng các con. Đều gọi là cậu Út cả. Đó là anh Lưu Quang Sáng cùng vợ là Lưu Như Quỳnh cùng các con. Và xin cảm ơn hai gia đình hai họ. Và sau đây chúng tôi xin mời đại diện cô đàn trai có đôi lời phát biểu để cảm ơn quan khách. Dạ chưa, dạ xin lỗi, dạ còn hai nhân vật rất là biệt biệt hôm nay chúng tôi chưa giới thiệu, đó là cô dâu và chú rể. Xin mời cô chú rể Đàn Minh Tuấn và cô dâu Dương Nhã Phương. Dạ kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời đại diện của họ đàn trai, bác Thành Phú Bá có đôi lời đến cùng quan viên hai họ cũng như quý khách gần xa. Thank you.
nào mừng trân trọng nhất? Thưa quý vị, cái sự hiện diện của quý vị trong bữa tiệc mừng lễ tân hôn của hai cháu Minh Tuấn và Nhã Phương hôm nay đã đem lại cho chúng tôi một cái niềm vinh dự rất lớn. Chúng tôi lấy lòng sẵn diện. Thưa quý vị, cái lễ cưới của người Chăm thì đã tiến hành vào ngày thứ tư vừa rồi, tức là ngày 31 tháng 9 năm 2011. Theo cái phong tục người Chăm, cái lễ cưới phải theo một cái quy trình rất là nghiêm ngặt, tức là chỉ được cử hành vào cái ngày thứ tư hàng tuần. Thì như vậy, cái lễ cưới của hai cháu đã tiến hành vào ngày thứ tư vừa rồi. Cho nên hôm đó thì chúng tôi đã thực hiện theo đúng các cái lễ nghi về cái lễ thành hôn của người Chăm. Hai cháu xây dựng một ngôi nhà ấm cúng tràn đầy hạnh phúc và hưởng được trọn vẹn phúc lộc thọ. Và tiếp theo chúng tôi cũng xin cảm tạ quý khách, quý thân hữu và kính chúc quý vị một cái bữa tiệc vui và ngon nhiều. Và kính chúc tất cả quý vị có mặt hôm nay được vui vẻ, hạnh phúc. Chào tất cả quý vị. Đại diện cho họ đàn gái, ông bà nội, ông nội Lưu Quang Sang có đôi lời đến với quý khách. Kính thưa toàn thể quý vị, đại diện cho hai họ đàn trai và đàn gái, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị và nhiệt liệt xin cảm ơn tấm lòng quý báu quý vị đã tham dự lễ cưới ngày hôm nay của chúng tôi. Tất cả những cái vấn đề liên hệ tới vấn đề tổ chức lễ cưới của người nhà thì quý vị đã nghe đủ rồi, chúng tôi không có nhắc lại. Chúng tôi chỉ xin cảm ơn quý vị một lần nữa và chúng tôi xin cầu chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, sống bền lâu và thắng lợi trên mọi mặt trong cuộc đời. Xin hết lòng. Dạ, xin cảm ơn đại diện họ đàn gái ông Lưu Quang Sang và xin mời quan viên hai họ trở về bàn để chúng tôi bắt đầu vào chương trình. Làm sao anh lãng quên?
Xin mời quý vị và các bạn hướng về sân khấu để thưởng thức một giọng ca rất quen thuộc cho cộng đồng Champa. Đó là nam ca sĩ Hoàng Nam. Kính thưa quý vị, cho một tràng pháo tay thật đùng và thật lớn để chào đón nam ca sĩ Hoàng Nam. Xin chào toàn thể quý vị các anh chị trong có mặt trong hôm trường hôm nay. Đến dự buổi tiệc cưới hôm nay, tôi lần đầu tiên tôi muốn xin chúc cho cô dâu chú rể được sống trăm năm hạnh phúc. Và bên cạnh đó tôi cũng xin chúc toàn thể quý vị các anh chị có mặt trong buổi tiệc hôm nay được ngon miệng. Chúc cho cô dâu chú rể bài hát được mang tên Về Quê.
yêu nhau, ghét nhau. Thank you.
trong ngày cưới dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Chính thức từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2011, nhằm ngày 26 tháng 8 năm Tân Mão âm lịch. Tôi Tạng cũng sẽ được sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ của toàn thể quý vị đang hiện diện nơi đây để xây dựng cho tổ ấm tương lai của mình. Xin chúc cho Tôi Tạng trăm năm hạnh phúc.